Xin được chào mọi quý vị đến với clip của tôi Đức Vũ Trần. Xin được chia sẻ với quý vị về sự bài trí các pho tượng trong chùa. Hình ảnh quý vị đang thấy đây là chánh điện của chùa Vĩnh Tràng, một ngôi chùa cổ có kiến trúc rất là độc đáo, nổi tiếng ở tại vùng đất Tây Nam Bộ. Thưa quý vị, đạo Phật thì đến Việt Nam ta thì có hai nguồn chính. Bên cạnh đó còn rất là nhiều hệ phái mà chúng ta thường nghe, thí dụ như là Mật Tông, Tịnh Độ Tông hay là Tịnh Xá, vân vân. Thường quý vị thường nghe nhiều nhất đó là Nam Tông hay gọi là Nam Truyền và Bắc Tông hay là Bắc Truyền. Thì thưa quý vị, có hai hệ phái. Bắc Truyền thì đạo Phật truyền từ Ấn Độ đến với miền Bắc, truyền qua Trung Quốc và đến với miền Bắc nước ta, gọi là Bắc Truyền, là Bắc Tông. Và một cái nhánh thứ hai là đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua Sri Lanka, qua Thái, qua Lào, qua Campuchia và đến miền Nam Việt Nam ta, gọi là Nam Truyền hay là Nam Tông. Chính vì thế quý vị đi những ngôi chùa ở các nước mà tôi vừa kể, như là Sri Lanka, Thái, Lào, Philippines, Malaysia, vân vân. Và đến với những cái vùng tỉnh của miền Nam Bộ Việt Nam ta như là Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, vân thì ngôi chùa đó hầu hết là theo phái Nam Tông. Như vậy thì Nam Tông với Bắc Tông khác nhau ở những điểm nào? Thưa quý vị, chỉ một vài điểm chính thôi. Thí dụ như là về Bắc Tông thì họ là ăn chay trường, nhưng ăn một ngày ba bữa, tức là không được ăn mặn, không ăn thịt cá vân vân, không sát sinh. Và Nam Tông thì họ ăn một ngày chỉ có một bữa thôi, nhưng mà họ có ăn mặn. Ăn mặn đây là không phải là họ được phép ăn mặn, nhưng mà Phật tử cúng cái gì thì họ ăn cái nấy. Thí dụ như họ ăn cá, ăn thịt vân vân, thì họ được Phật tử cúng dường, cúng cái gì thì họ ăn cái nấy, với điều kiện là họ không tự thay sát sinh, không thấy vết máu và không nghe tiếng la thì họ dùng. Và họ phải dùng trước 12 giờ trưa, tức là trước giờ ngọ, từ 12 giờ trưa trở về chiều tới tối và tới sáng ngày mai thì họ không có ăn những bữa chính nữa. Họ có thể uống nước vân vân, nhưng mà họ không có ăn chính. Như vậy thì Phật giáo Bắc Tông hay Bắc Truyền thì họ ăn chay trường một ngày ba bữa, nhưng Phật giáo Nam Tông hay Nam Truyền thì họ chỉ ăn một ngày có một bữa, và bữa giờ ngọ mà thôi. Kế tiếp đó là Phật giáo Bắc Tông hay là Bắc Truyền thì họ mặc y kín cả người. Chính vì thế là quý vị thấy những người bên những ngôi chùa theo Bắc Tông thì họ thường thờ tượng A Di Đà, bởi vì tượng A Di Đà là tượng mặc y kín người. Nhưng bên Nam Tông hay Nam Truyền thì họ lại thừa thờ tượng chính là tượng Phật Thích Ca. Tức là có hở một cánh áo cà sa của họ, có hở một cánh vai bên phải. Hở cánh vai bên phải đó là được gọi là làm theo la phải, đi theo la phải, theo Phật giáo cổ truyền, theo Phật giáo nguyên thủy. Và Phật giáo Bắc Tông hay Bắc Truyền thì trong chùa thờ rất là nhiều tượng. Tượng A Di Đà, tượng Tích Ca, tượng Phật Đản Sinh, tượng Văn Thù, Phổ Hiền, A Nan, Ca Diếp, Đại Thế Chí, vân vân, rất là nhiều những pho tượng. Nhưng Phật giáo Nam Tông, Nam Truyền thì họ chỉ thờ trong chùa cũng rất là nhiều tượng, nhưng mà họ chỉ có một tượng duy nhất là tượng Phật Tích Ca mà thôi. Và đó là những cái nét sơ nét. Hay là chúng ta thấy là Phật giáo Bắc Tông thì thường gọi là thầy, thì Phật giáo Nam Tông thì người ta gọi là sư. Và thí dụ như Phật giáo Bắc Tông thì gọi các vị đó là Bồ Tát, thì Phật giáo Nam Tông gọi là La Hán. Như vậy như thế nào là Phật, như thế nào là Bồ Tát hay La Hán? Thưa vị, Phật là người mà người ta nói rằng là ông đã tức là đã ngộ được Phật pháp, đã hiểu được mọi điều, và ông không còn bằng tính thế sự, chỉ phù hộ độ trì, chuyên tâm lo cho chúng sinh. Còn
La Hán thì là bên Nam Tông, Bồ Tát là bên bên Bắc Tông, mà hai cái tên của hai vị này, tức là hai chức danh hai vị này là bằng nhau, chỉ khác nhau ở bên bên hệ phái thôi. Vậy thì các vị Bồ Tát, các vị La Hán này thì quý vị thường thấy là tay đeo vòng xiến, cởi trên những con vật, ngồi những tư thế rất là gần gũi với chúng sinh. Tức là những vị này đã là Phật rồi, tuy nhiên những vị này có những lời nguyền là khi nào mà trong cứu giúp được hết chúng sinh rồi mới trở thành Phật trở lại. Chúng ta có thể mường tượng một cách dễ hiểu, Phật là một cái người thầy ở trong lớp, còn các vị La Hán là các vị trợ giảng hay là các vị lớp trưởng để cùng với ông thầy lo cho lớp học. Thì chúng ta có thể nghĩ như thế để chúng ta dễ hiểu hình, dễ hình dung hơn. Cho nên các vị Bồ Tát, các vị La Hán này, người ta có lời nguyền. Thí dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát có một lời nguyền rằng là khi nào trong chúng sinh không còn người nào cầu nguyện, kêu than, cầu cứu nữa, thì người mới trở thành Phật vĩnh cửu. Cho nên chúng ta thấy là hai cái vị đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát đó là Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn, là nhìn thấy thật là xa và nghe thật là rộng, để luôn nghe hết những lời cầu xin của người dân chúng mà cứu rỗi. Hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát là người cai quản tất cả những linh hồn trong địa phủ, khi nào trong địa phủ không còn những oan hồn ẩn khuất thì ông mới trở thành Phật lại. Đó là một cái sự một vài chi tiết mà chúng ta thấy sự khác biệt của hai đạo phái, hệ phái trong đạo Phật. Và về các bộ tượng thì chúng ta có những cái bộ tượng như Tam Thế Phật. Theo kinh kệ thì người ta nói rằng là vị Phật quá khứ đó là Phật A Di Đà, vị Phật hiện tại đó là Phật Thích Ca, và trong tương lai thì chúng ta thờ Phật Di Lặc. Cho nên trong cái bộ tượng lúc nào người ta cũng thờ theo hình dọc từ trên xuống, đó là A Di Đà, Thích Ca và Di Lặc. Bộ tượng đó người ta gọi là bộ tượng Tam Thế Phật. Tuy nhiên thì có những cái bộ tượng hình ngang, thì thưa vị, là có những bộ tượng hình ngang thì chúng ta có thể hình dung sơ nét. Nếu quý vị thấy cái bộ tượng là A Di Đà, xin nhắc lại là vị A Di Đà là vị mà đắp y kính người, chỉ hở chữ vạn. Thì chúng ta biết rằng là cái chữ vạn đó là cái ảnh hưởng của đạo Bà La Môn giáo Hindu Ấn Độ, bởi vì chữ vạn đó là tướng tốt, là chùm lông ngực của người đàn ông. Cho nên khi mà đạo Phật thì người ta có tượng A Di Đà đắp y kính người nhưng mà ở chữ vạn ở trước ngực. Thì còn Phật Thích Ca là vị Phật mà đắp y hở cánh vai bên tay phải. Thì chúng ta có những bộ tượng như là tượng A Di Đà ở giữa, thì hai bên chắc chắn đó là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Cái bộ tượng đó người ta gọi là Di Đà Tam Tôn hay là Tây Phương Tam Khả Thánh. Nếu chúng ta thấy cái bộ tượng mà ở giữa là Phật Thích Ca, hai bên là A Nan và Ca Diếp, thì cái bộ tượng đó người ta gọi là Thích Ca Tam Thánh. A Nan là người ghi lại tất cả những gì Phật dạy trong 45 năm, được coi là cái vị tổ thứ hai. Chúng ta có thể nói ngắn gọn là thư ký của Đức Phật, ghi chép tất cả những điều Phật dạy. Và Ca Diếp là người mà được coi là vị tổ thứ nhất, có thể nói ngắn gọn chúng ta dễ hiểu, đó là vị lớp trưởng. Tức là sau khi Đức Phật mất thì ông là người tập hợp tất cả những cái Phật tử, những người mà Đức Phật đã từng giảng dạy lại để tổ chức lại, hệ thống lại cái Phật giáo. Và cái bộ tượng kế tiếp nữa thì chúng ta thấy là ở giữa là Phật Thích Ca, hai bên đó là Văn Thù và Phổ Hiền. Thì cái bộ tượng đó người ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Thưa quý vị, đó là vị Phổ Hiền, đó là vị mà quý vị thường thấy là cởi trên mình, đó là cái con voi. Trong tất cả những con vật
thì con voi là con có đủ sức mạnh để chuyên chở mọi thứ, cho nên đây là cái vị Phật mà có thể chuyên chở tất cả những cái kinh kệ của Đức Phật giảng dạy. Và Văn Thù là người mà trên lưng ông cởi, đó là con sư tử. Thì chúng ta biết rằng là sư tử là chúa tể của muôn loài. Một khi mà con sư tử nó gầm, nó rống lên thì tất cả muôn loài trong rừng đều phải im lặng. Cho nên là trong tất cả các vị thì vị Văn Thù là vị mà có trí tuệ rất là tốt. Cho nên muốn nói rằng trong đạo Phật chúng ta có sức khỏe không chưa đủ, chúng ta cần phải có trí tuệ. Con người cũng như thế, có sức khỏe, có trí tuệ thì mới làm nên được mọi việc và làm được nhiều điều tốt lành. Chúng ta còn có một bộ tượng nữa, đó là cái bộ tượng năm vị. Chúng ta thấy là có Thế Chí, có Phổ Hiền, có Thích Ca, có Văn Thù, có Quán Thế Âm, tượng trưng cho năm cái điều là bi trí hạnh nguyện. Bộ tượng đó người ta gọi là bộ tượng Ngũ Hiền, hay là Thích Ca Tứ Trú. Đó là những cái bộ tượng trong đạo Phật. Có dịp xin chia sẻ với quý vị về một vài cái ấn phổ biến trong đạo Phật mà của các vị Phật thường bắt ấn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị luôn an lành và hoan hỷ. Kính thưa quý vị, một trong những vị hộ pháp ở chùa thường chúng ta thường thấy đó là vị này. Vậy mà quý vị thấy ông có cầm một cái cờ, đầu ông có ba chút tóc và lưỡi ông màu đỏ dài xuống. Ông này được gọi là Tiêu Diễn Đại Sĩ. Đây là một trong những vị hộ pháp vị Phật mà hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông là người cai quản các vị cô hồn, những người cô hồn ngạ quỷ, những người chết ăn ức vân vân. Khi chúng ta cúng cô hồn thì thường phải thỉnh ông thì cô hồn mới dám về. Ông là người cai quản 36 lò quỷ và 12 cô hồn. Chúng ta thường nghe trong cái văn tế của Nguyễn Du có 10 loại cô hồn. Tuy nhiên trong Tam Tạng Kinh, tức là Tam Tạng Pháp Sư Đời Nhà Đường, thì ông cho biết rằng là có 12 loại cô hồn. Loại đầu tiên đó là Lụy Triều Đế Chúa, tức là những cái ông vua mà chết còn trẻ. Và loại cuối cùng đó là Thập Nhị Tiên Sinh, tức là những cái học sinh, thư sinh, những người học trò mà bị chết trong quá trình đi thi v.v. Cho nên đây là người cai quản các cô hồn và một trong những vị hộ pháp của chùa. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe sự chia sẻ. Chào mừng quý vị. Xin thưa quý vị, khi chúng ta đến chùa thì một trong những tượng Phật mà chúng ta thấy rất nhiều thường nằm ở hậu điện, nơi để tất cả những cái bài vị, những tên tuổi, hài cốt của các vị quá cố được gửi vào trong chùa. Đó là cái vị gọi là Mẫn Công Kim Tiền Giáp hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cái vị mà quý vị thấy đang ở trên cái tượng mà ngồi trên con đề thính đó, tức là vị mà đầu đội mão tỳ lô, tay cầm tích trượng và một tay kia cầm quả minh châu ngồi trên con đề thính. Đây là cái con vật mà một tay nó dẫn lên trời, một tay nó vật xuống đất. Ý nói rằng là ông là người có con vật này để là một cái con vật mà giúp ông để nghe được thấu tận trời xanh mà tận dưới địa phủ, để giúp đỡ cái linh hồn. Chính vì thế khi chúng ta vô trong chùa thì ở phần hậu điện phía sau thường là nơi để các bài vị hài cốt của những người quá cố, thì người ta đều thờ ông, bởi vì ông là người cai quản tất cả những linh hồn dưới địa phủ, và khi nào dưới địa phủ không còn những
người oan hồn, những người mà chưa có đầu thai thì ông mới trở thành Phật. Đây là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy thấy, chính vì thế nếu chúng ta thấy có người thân, người quá cố mà được mất, muốn cầu nguyện cho những người thân của mình được siêu thoát, hay là có người thân của mình được gửi tro cốt bài vị trong chùa, thì chúng ta muốn cầu nguyện cho những người thân mình thì vô cầu nguyện vị này. Đây là vị Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và thường là chúng ta thường nghe cái tích nhiều nhất đó là chúng ta tìm hiểu về Mục Kiền Liên, thì chúng ta sẽ được nghe nói nhiều về ông này. Cảm ơn quý vị.